dân Nha Trang 79 thân mến chào quý các anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối ngày 10 tháng 5 năm 2024. Hiện tại Bảo Khánh đang có mặt tại cung đường Đoàn Trần Nghiệp thuộc khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Thì hôm nay Bảo Khánh đi dạo mát cái con đường này và sẵn tiện quay cho mọi người đi tham quan với Bảo Khánh luôn. Thì đã lâu lắm rồi thì Bảo Khánh mới trở lại cái con đường Đoàn Trần Nghiệp này. Thì lúc trước hồi nhỏ thì Bảo Khánh có đi vào cái con đường này một lần rồi. Cái thời điểm đó là con đường này là rất là hoang vu luôn mọi người, đất trống rất là nhiều luôn và nhà cửa thì rất là thưa thớt. Nhưng mà qua mấy chục năm thay đổi rất là nhiều, bây giờ là nhà cửa sầm út, quán xá rất là sầm út luôn. Thật là bất ngờ, có một sự thay đổi hết sức là ngoạn mục luôn mọi người. Cái con đường này là nó dạng như là đường thông mọi người à. Hiện tại là Bảo Khánh đang đi là nó sẽ băng ra đường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang luôn mọi người à. Và nó cũng ăn thông ra đường Phạm Văn Đồng, tức là ra đường biển mọi người. Mọi người thấy trên màn hình quán xá rất là sầm út. Một con đường cũng không có rộng lắm, tầm 15-17 mét thôi mọi người. Nhưng mà quán xá rất là nhiều luôn, mọc san sát nhau. Bánh mì, tủ bánh mì. Bên này là cửa hàng bách hóa tổng hợp. Cửa hàng gội đầu, chè trái cây. Bên trái Bảo Khánh là cái tiệm hủ tiếu, bún bò, giò, hủ tiếu. Bên này là bánh mì. Nói chung là ẩm thực con đường này cũng khá nhiều. Bên này quán trái cây. Đây là tiệm cà phê. Cà phê Milan. Trà sữa, cà phê muối, sinh tố nước ép. Bánh xèo. Đó, như Bảo Khánh nói là con đường này gần trường đại học thủy sản, cho nên là cái giới trẻ người ta ra đây, người ta ăn uống mua sắm cũng rất là đông luôn. Bên phải Bảo Khánh là có quán cà phê đây. Quán cà phê rất là xinh xinh. Phía bên trái có một cái trung tâm đào tạo ngôn ngữ mọi người. Trung tâm đào tạo Anh ngữ. Chè trái cây, bên này trà sữa, ăn vặt. Đúng là qua mấy chục năm thì thay đổi rất là nhiều. Hello em. Hello anh. Quán gì đây? Quán phở khô em à. Bún bò, mì quảng, 20k đúng không? Dạ.
Ủa ngon quá ha. Ủa cái hộp giò nè, giò gân nè, hấp dẫn quá. Quá ngon. Như mọi người thấy á, mình quay Bảo Khánh quay như này cũng hơi bị ngại, tại vì có người người ta thích quay nhưng mà có người là người ta lại không thích quay. Mọi người nãy gặp mà của em nhỏ hơn mình, cho bằng em rất là vui vẻ luôn. Tiệm giặt sấy, giặt ủi, tiệm này là tiệm neo nè mọi người, tiệm neo. Bảo Khánh đang đi trên con đường Đồi Trần Nghiệp thuộc khu vực phía bắc thành phố Nha Trang nha mọi người. Quán này là quán ốc nè, hải sản tươi sống, ốc. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, đường Đoàn Trần Nghiệp là thuộc phường Vĩnh Phước mọi người, nhà văn hóa Hồng Trồng. Bên này có cái khách sạn, bên trái này có khách sạn đây. Này quán ốc, quán bánh mì. Quán bánh mì mọi người. Này quán ốc. Xèo. Đàn ông trai nổi xèo thế đảm đang chưa ta? Xèo. Giỏi á. Xèo, xèo mực. Đó, mọi người thấy đàn ông trai thấy đảm đang không? Như phụ nữ luôn. Cái bánh xèo. Khá là đông. Đàn ông đảm đang là dễ kiếm vợ. Sáng bánh căn, trứng gà, trứng cút, chiều bánh xèo, tôm mực, trứng thịt, 4.000 đồng một cái. Tiệm bên phải còn phải là tiệm uống tóc nè. Đấy. Cái này có cái tiệm giặt sấy mọi người. Tiệm giặt sấy. Bên này là cà phê, quán cà phê. Bên này có cái tiệm spa mọi người, tiệm spa. Quán chè trái cây. Quá
bên tay phải một ảnh là quán cà phê Hoàng Tuấn, quán cà phê nè mọi người. Đó, hiện tại là Bảo Khánh ra đầu đường Đoàn Trần Nghiệp rồi mọi người. Phía trước là đường 2 tháng 4. Đây là đường 2 tháng 4 đây mọi người. Nếu mà đi về hướng này là đi qua bên trung tâm thành phố Nha Trang. Còn nếu mà đi về phía bên này là về phía bắc thành phố Nha Trang mọi người. Đó, đường 2 tháng 4 thôi. Giờ này là xe cộ qua lại cũng rất là nhiều. Bên Phạm Bảo Khánh thấy có một cái quán phở hủ tiếu bún bò. Bên này thì có quán mì quảng, bún riêu, bánh canh. Đó, mọi người thấy không? Một con hẻm khá nhỏ mà, nhưng mà người ta bán đồ ăn thức uống rất là đông luôn. Này quán quán cháo hầu, quán ốc. Thì con đường Đoàn Trần Nghiệp này Bảo Khánh thấy có một con hẻm nhỏ nè. Để Bảo Khánh băng qua con hẻm nhỏ này quay cho mọi người và xem. Phía bên trái Bảo Khánh thấy có cái tiệm sửa quần áo nè. Cái con hẻm nhỏ này chắc là băng qua bên khu Mường Thanh Hiển Triều mọi người, tức là băng qua đường Hòn Trồng mọi người. Để Bảo Khánh băng qua bên đó luôn để quay sẵn quay cho mọi người xem. Thì như Bảo Khánh đã nói, con đường Đoàn Trần Nghiệp này là gần trường đại học mà thị sản đại học Nha Trang mọi người, cho nên sinh viên đồ các bạn trẻ ra ăn uống mua sắm rất là đông. Đây có quán cà phê. Trong hẻm nhỏ mà bán đủ thứ mà không thiếu một thứ gì luôn. Đồ gia dụng, đồ sinh hoạt, rồi ăn uống, rồi cà phê, cà pháo, rồi quán nhậu đồ. Đây là lần đầu tiên Bảo Khánh mới đi chi tiết, quay chi tiết con đường đường Đoàn Trần Nghiệp cho mọi người xem như vậy. Phía trước mọi người thấy những cái lốc, những cái dãy nhà cao là những căn hộ du lịch mọi người. Căn hộ du lịch, căn hộ chung cư rồi có hotel bên đó nữa. Cơm chiên, mì xào, barber shop, tiệm hớt tóc nam. Mọi người xem video Bảo Khánh cho Bảo Khánh một like, và nếu mà quý các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào cái nút màu đen ở phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo khi mà Bảo Khánh ra video. Bảo Khánh rất là cảm ơn. Ra con đường này thấy nó thoáng đãng hơn nhiều mọi người. Này, quán ốc, quán nhậu. Này quán ốc. Phía bên kia đi ra bên kia là băng đa hiểm nào thì Bảo Khánh cũng chưa biết nữa. Quán cà phê mọi người. Quán cà phê. Để Bảo Khánh băng ra đó luôn coi. Rồi những cái dãy nhà là của khu vực Mường Thanh Hiển Triều, căn hộ du lịch đổ mọi người. Đó, thì Bảo Khánh cũng đã quay một video về cái khu vực này rồi. Khu vực này là những cái căn hộ du lịch, cái hotel. Thì như Bảo Khánh nói là đã có một cái video về
về khu vực này rồi. Nếu mà quý anh chị này chưa xem thì vào kênh Bảo Khánh để mà xem. Đây là con hẻm băng lên con đường Nguyễn Đình Chiểu mọi người. Để Bảo Khánh quay cho mọi người xem. Đó, hẻm của đường Đào Trần Nghiệp băng qua thông qua con đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là quán cơm mọi người. Phụ kiện điện thoại, một con dốc nha mọi người, một con dốc. Cái này trường đại học và Nha Trang nó nằm trên con dốc gọi là đồi La Sang mọi người ạ. Hồi xưa gọi là đồi La Sang. Bán đủ thứ, thuốc men đồ cũng có bán luôn, đồ ăn vặt đồ cũng có luôn. Nói chung là quán xá này chủ phục vụ cho các bạn sinh viên mọi người, cho các bạn sinh viên trường đại học Nha Trang, rồi trường trung cấp kinh tế cũng gần đại học Nha Trang luôn. Cho nên trong video nếu mà quý của anh chị theo dõi thì sẽ thấy toàn là những bạn trẻ không à. Bên này có cái quán nhậu mọi người, quán lẩu, quán này là lẩu thái. Không sợ không thiện con tới bún mắm lẩu cây, chỗ này bún mắm chuyên bán bún mắm lẩu cây anh. Em đèn lồng à. Bún mắm lẩu cây. Đó, con đường này là con đường Nguyễn Đình Chiểu nha mọi người, đường Nguyễn Đình Chiểu. Con đường này thì cũng khá là sầm uất, ban ngày và ban đêm thì cũng khá là sầm uất luôn mọi người. Đi thẳng lên trên kia là như là nó có cái dạng như là có cái tu viện gì trên đó mọi người ạ. Đi về phía khu vực này là trường đại học Nha Trang. Thì để Bảo Khánh có dịp nào Bảo Khánh sẽ quay một video khác. Chứ nếu mà quay thêm nữa thì video sẽ dài thì mọi người coi sẽ rất là chán. Đó. Con đường khá là nhộn nhịp. Thì tối hôm nay Bảo Khánh quay một vài hình ảnh về cái con đường Đoàn Trần Nghiệp thuộc phường Vĩnh Phước, nằm ở khu vực phía bắc thành phố Nha Trang cho quý cô bác anh chị xem như vậy. Thôi thì Bảo Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý cô bác anh chị ở video tiếp theo. Xin chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.